nay mình lại quay cho anh em xem cách mình dập ra con sâu kẹp cốt pha hộp cụm xây dựng các bạn ạ. Bên mình có hai loại, một loại 10 và loại 12. Anh em làm xây dựng mà đang cần những con sâu kẹp cốt pha thì gọi cho mình ship cho anh em làm nhé. Tất cả những sản phẩm sâu bên mình là mình lựa chọn thép rất là tốt. Đây anh em xem, không bao giờ có vết rạn nứt, cho nên anh em về cứ đóng thoải mái nhé, không sợ gáy sâu nhé, sâu kẹp. Mình chuyên nhận gia công sản xuất tất cả các loại máy đột dập hai cầu thân thép và những bộ khuôn trên máy đột dập các bạn ạ. Anh em đang cần những con máy đột dập hai cầu thân thép về để là đột dập sản phẩm thì gọi cho mình. Máy này là máy đa năng, làm được tất cả các loại việc anh em nha, đột dập, làm chấn, nói chung là làm được rất là nhiều việc, cứ thay khuôn là làm anh em nhé. Máy rất là đa năng, công năng của máy của bên mình này làm rất là nhiều loại các bạn ạ. Đây còn sâu, đây là sâu 12 anh em nhé, sâu 12, sâu 12 thép rất tốt, không bao giờ gáy anh em ạ. Về anh em đóng thoải mái. Mình có ở sâu 10 nữa nhé. Anh em cần sâu về để xây dựng kẹp cốt pha thì gọi cho mình nhé, số Zalo mình để trên màn hình đấy, cứ vào nhắn tin Zalo là mình ship cho anh em nhé. Chào anh em.